đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Ninh An như mộng của Bạch Lộc Trương Lăng Hách chính thức đánh bại Liên Hoa Lâu của Thành Nghị, lọt vào top phim phá 10.000 nhiệt độ trên EQEE nhưng lại bị nhận xét là chưa bứt phá như kỳ vọng. Bộ phim Ninh An như mộng với sự tham gia diễn xuất của Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt vào ngày 19 tháng 11 đã cán mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên nền tảng EQEE sau khoảng 2 tuần lên sóng. Với thành tích này, Ninh An như mộng đã chính thức gia nhập hội những tác phẩm phá 10.000 của EQEE trong năm 2023 cùng với Bảo Táp, Cùng Phong, Trường Phong Độ và Liên Hoa Lâu. Nhân sự kiện này, blogger xứ Trung đã tổng hợp lại danh sách những dự án phim phá 10.000 điểm nhiệt độ trên EQEE tính riêng trong năm 2023 đang gây chú ý khắp cõi mạng. Theo đó, tính đến giữa tháng 11, EQEE chỉ có 4 bộ phim chạm mốc 10.000 nhiệt độ, trong đó, Cùng Phong, Bảo Táp là dự án có nhiệt độ cao nhất với mức điểm 11.800. Theo ngay sau xếp ở vị trí thứ hai là Trường Phong Độ do Bạch Kính Đình và Tống Dật chủ diễn, ghi nhận nhiệt độ cao nhất đạt được là 10.353 điểm. Liên Hoa Lâu với sự tham gia diễn xuất của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy, Tiêu Thuận Nghiêu, Trần Đô Linh xếp hạng 3 trong tổng số 4 phim có nhiệt độ phá 10.000 điểm với mức điểm 10.118 điểm. Liên Hoa Lâu có màn ra mắt đầy ngoạn mục và ấn tượng. Xuyên suốt khoảng thời gian lên sóng, EQEE chưa từng mặn mà trong việc quảng bá, tuyên truyền để tăng nhiệt và lượt xem cho phim. Thế nhưng, với nội dung kịch bản hấp dẫn, logic, yếu tố phá án mới mẻ cùng diễn xuất tốt của dàn cast đã giúp phim được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Liên Hoa Lâu cũng là một trong 3 bộ phim năm 2023 có điểm đao bần trên 8.5 và hơn 500.000 lượt đánh giá, chung mâm với Cuồng Phong và Mùa Dài Đằng Đẵng, ngay tới Trường Tương Tư do Dương Tử đóng chính, được ví là đối thủ nặng ký của Liên Hoa Lâu còn chưa làm được. Nhưng mới đây vị trí thứ 3 của Liên Hoa Lâu đã chính thức bị Ninh An như mộng của Bạch Lộc chiếm chỗ. Cụ thể vào ngày 25 tháng 11, EQEE đã mở phát sờ trắc 4 tập cuối đại kết cục của Ninh An như mộng, khiến cho nhiệt độ của bộ phim tăng lên và đã phá 10.125 điểm nhiệt độ trên EQEE chính thức thế chỗ Liên Hoa Lâu của Thành Nghị, lọt vào top 3 phim phá 10.000 điểm nhiệt độ trên EQEE. Dựa theo số liệu của DataWin, bộ phim đã vượt mốc 10.000 điểm về độ hot, độ phủ sóng của phim. Đây là bộ phim đại nữ chủ, tức chỉ những bộ phim nói về nhân vật nữ chính thông minh, lanh lợi, làm chủ cuộc sống thay vì dựa dẫm vào sự bảo vệ của nam chính, hiếm hoi vượt 10.000 điểm của EQEE trong 3 năm gần đây. Đó cũng là thể hiện rõ nhất sức hấp dẫn của Bạch Lộc và bộ phim. Tuy nhiên, thành tích này lại không được khán giả công nhận. Netizen cho rằng trên EQEE thì lập hết cột mốc này tới cột mốc khác, nhưng thực tế số liệu và nhiệt lượng của Ninh An như mộng đạt được lại tương đối bình thường, không hề phủ sóng diện rộng và gây ảnh hưởng lớn như Liên Hoa Lâu hay Cùng Phong. Theo nhiều khán giả, thành tích phim Ninh An như mộng của Bạch Lộc khá tốt nhưng để nói bứt phá thì chưa hẳn, bởi so với lượt đặt xem trước 7 triệu người như công bố trước đó thì hiện tại, độ tương tác, thảo luận, lượt xem cũng như các điểm đánh giá tích cực của phim cũng không quá cao. Theo đó, khán giả cho rằng, dù Trương Lăng Hách đặt nhiều kỳ vọng ở tác phẩm này, nhưng có lẽ anh phải đợi ở những phim tiếp theo nếu muốn bứt phá sự nghiệp. Ngay cả Bạch Lộc cũng chưa tạo được nhiều dấu ấn trong phim. Sau thành công của loạt tác phẩm như Châu Sinh Như Cố, Trường Nguyệt Tẩn Minh trước đó, Bạch Lộc bị khán giả soi từng chút một trong bộ phim mới lên sóng gần đây là Ninh An Như Mộng và Dĩ Ái Vi Doanh. Nếu như từng được đánh giá cao vì nét diễn chân thực, biết thả cảm xúc đúng nơi đúng chỗ thì Bạch Lộc giờ đây lại khiến khán giả thất vọng khi không thể tiết chế biểu cảm gương mặt của mình. Vào vai một mỹ nhân, người gặp người mê, trong Dĩ Ái Vi Doanh, Bạch Lộc lại liên tục nhận về những phản hồi tiêu cực về diễn xuất cũng như thần thái của bản thân. Người xem cho rằng họ không thể nhận ra hình tượng cô phóng viên tài chính xinh đẹp, tài năng trong nguyên tác qua màn thể hiện kém cỏi và quá lố của Bạch Lộc. Điểm khiến người xem khó chịu nhất trong diễn xuất của Bạch Lộc chính là việc cô nàng diễn bằng miệng quá cường điệu, việc đọc thoại vì thế cũng trở nên quá lố, thiếu tự nhiên và gần như không biểu lộ được cảm xúc nhân vật. Thậm chí, cô nàng còn khiến người xem không khỏi ngán ngẩm khi thường xuyên nghiến răng, biểu môi đầy lố lăng. Được biết đây không phải lần đầu Bạch Lộc bị khán giả chỉ trích vì thói quen diễn xuất bằng miệng quá cường điệu này. Hình ảnh Bạch Lộc thường xuyên nghiến răng, bặm môi vốn đã xuất hiện dày đặc trên các bộ phim truyền hình do cô nàng đóng chính từ lâu. Điều này đã vô tình trở thành điểm yếu lớn nhất trong khả năng diễn xuất của mỹ nhân Ninh An như mộng. Thậm chí, bộ phim Dĩ Ái Vi Doanh của Bạch Lộc trước đó được công nhận là phim ăn khách. Nhưng hiện tại, Ninh An như mộng vẫn chưa có thành tích này.
7 triệu lượt đặt xem trước nhưng trên Đao Bần không có nổi 100.000 lượt đánh giá thì cũng cho thấy phim chưa thật sự bùng nổ. Một khán giả bình luận, phim này không thấy các trang phim thảo luận gì nhiều so với mấy ngày đầu. Bạch Lộc có hai phim chiếu cùng lúc mà sự chú ý của khán giả dồn phần lớn cho Dĩ Ái Vi Doanh. Thành tích Ninh An Như Mộng không tệ, nhưng so với kỳ vọng trước đó, phim vẫn chưa làm được, khán giả khác bình luận. Trước đó, nhiều khán giả đánh giá rằng, nguyên nhân phim có nhiều điểm trừ đến từ góc quay, ánh sáng và tạo hình nhân vật chưa ổn. Chính điều đó khiến giảm sự yêu thích của khán giả khi theo dõi. Ngoài ra, phim cũng có nhiều chi tiết thay đổi so với kịch bản gốc. Điều này cũng nhận về nhiều chê, khen trái chiều. Về cơ bản, Ninh An Như Mộng vẫn giữ được những tinh túy của nguyên tác gốc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, phim mắc nhiều lỗi khiến tác phẩm chưa thật sự trọn vẹn khi theo dõi.